Cái lần đầu tiên trong cuộc đời mà em được lên nóc lên đỉnh ấy, em nghĩ gì? Thông thường thì là cái lần mất zin thì không lên nóc được đúng không? Vâng. À thế anh hỏi là cái lần đầu tiên em lên đỉnh ấy, lên nóc ấy. Thế lên nóc xong em nghĩ gì? Chẳng nghĩ gì cả. Lúc đó kiểu chỉ cảm hưởng thụ thôi chứ cũng không nghĩ gì ạ. Em thì em có nghĩ. Em nghĩ là sao mà lại có cái cảm giác này nó lạ ấy. Tức là mình không không có một cái cảm giác, à không bao giờ có cái việc gì có thể mang lại cho mình cái cảm giác như thế. Nó sướng như thế đúng Được, đúng rồi anh, bình không? thường mình có nhiều cái để sướng mà. Ờ. Mình ví dụ mình mua đồ đẹp hay là mình yêu một ai mình cũng thấy sướng mà đúng không anh? Ờ. Nhưng mà cái cảm giác đấy thì đúng thật không có một cái gì sướng được như thế đâu. Ờ. Giống Thế như xong rồi có nghĩ là và nếu mà biết sướng như thế thì chén từ lâu rồi, chén từ bé. nhiều khi không chén được bé thì hơi quá nhưng mà em nghĩ là chắc là mình phải thường xuyên để có cái cảm giác đấy. Chứ còn bỏ sớm hơn thì em không có suy nghĩ đấy, nhưng mà chắc đợt này là phải cho anh người yêu làm việc cật Tớ đã bắt đầu nghĩ như thế đúng không? Thế lần đầu tiên thấy thấy nên định nghỉ sướng nhỉ? sướng. Thế là Phương thì sao? Thì em cũng thế, em cũng sướng á. Thế có kiểu bảo biết sướng như này thì mình sướng từ lâu rồi Vâng, em cũng nghĩ như thế. Em bảo là sao mình không lấy chồng sớm hơn. không? Ra thế đúng không? Thế kiểu xong liệu cái lên đỉnh ấy giữa người thứ nhất và người thứ hai thì cảm giác lên đỉnh có khác nhau Khác nhau anh ạ. không? Dùng Khác thấy khác nhau. không? Cái cảm giác lên đỉnh ấy Vâng. có khác nhau không? Hay cũng sướng kiểu kiểu như thế thôi? Mà em có mỗi một người. Thế á? Em có mỗi một người nhưng mà ý là nhưng mà mỗi một người nhưng mà giữa các lần nó lại khác nhau nha. Đúng rồi, tức là có những Thế nào lần phải thử thêm người nữa đi, khác đi. khác hả em? Thế Người khác là khác đấy, thế có nên thử thử đi có tin không? em không biết thì chắc là có, tại vì là một người một con khác mà, Đúng rồi, một người cứ cảm giác lên đỉnh nó đa dạng, nó phong phú lắm. có lần nó sướng được một xíu là hết rồi, nhưng mà có những lần nó sướng ở cả gần phút. Gần phút Vâng. Ui. có bao giờ sướng mà kiểu tay đập mình vạch xuống giường xong bắt đầu chửi bậy xong nào lao ó tổ sư mai đây làm bạn nữ kiểu kiểu thế không? Em thì em không chửi nhưng mà khả năng là người yêu em chắc cũng phải mất mấy chùm tóc rồi đấy. Để chị á, người yêu chị cũng mới râu luôn. Thế à? Giật tóc, Giật tóc rồi. em giật râu. Thế đấy được, nhưng mà đừng giật, đừng có Không giật không lông không, kia em chưa nữa. nói xong. Cái gì nhô ra là mình túm. Em ơi, em có biết là cái kẹo bùa yêu này thì mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng được không? Có nghĩa là cứ biết làm chuyện đó là đều có thể sử dụng được. Thế à chị? Vì vậy là sẽ được gọi là cái kẹo đổi gió. Kẹo đổi gió này thì trước cuộc yêu khoảng tầm 30 phút, khi mà em ngậm vào thì sẽ làm cho thằng em trai của mình to đần đẫn, sẽ dài hơn, to hơn, đó, và tăng size, tăng kích thước lên một chút. Đó. Và thứ hai á là em có thể là chiến 2-3 hiệp mà vẫn chưa muốn dừng. Cái cảm xúc của hiệp 2, hiệp 3 y chang so với hiệp 1. Đó, và đồng thời đó là sẽ khiến cho chị em có một đêm đó là nhớ mãi không quên. Anh em nào cần tư vấn về kẹo đổi gió thì hãy inbox hoặc là cho Phương số Zalo, Phương sẽ tư vấn chi tiết cho các anh nhé.